không? Đậu không thì sao ta lấy bánh. Kèo sắp dưới rồi, kèo 44. Đánh kèo 2.3 đi. Chúng ba mà lấy quanh đồ đâu quanh trọng rồi. Bên đây đó là tên của Hậu Gầm. Gồm có là Hậu Gầm, Duy Lùng, Lộc, Kiên. Bên kia tem của Ba Lắc gồm có là Cu Đen, Bút, Hậu, Ba Lắc. Đếm 2-0. Bóng tốt. Đếm 1-2. Kèo này anh em giao luôn 20 chai. Một pha múa lửa của Cu Đen. Đếm 2 đều. Đếm 3-2. Hậu vừa phát bóng không qua lưới. Đếm cho hai đội 3 đều. Sân này đại đánh tại sân ấp Long Định, xã Long Điền A, chợ mới An Giang. Chủ sân là Úc Địch. Anh em nào có đến giao lưu thì hãy giao lưu nha các bạn. Kèo gì cũng có hết, 3-3, 4-4. Kỳ đội có luôn. Đếm 4-3. Đếm 5-3. Còn không chạy kia vô tao. Bỏ tao, bỏ tao. Sẵn không đợi. Ai mày kìm nhắm mắt lại. Kìm nhắm mắt lại. Duy Lùng rất cố gắng gắn nhưng không kịp. Một pha đập bóng tốt của Kiên. Đếm 6-4. Một pha bỏ lỗ tốt của Bút. Đếm 5-6. Đếm 7-5. Ba Lắc vừa đập bóng tốt. Ba Lắc là ngày xưa là đội tuyển của Đức các bạn, nhưng về hưu chuyển qua sang đánh banh luôn. Đếm cho hai đội 7 đều. Hậu Gồm vừa đá bóng chạm tay trắng ra ngoài. Đếm 8-7. Đếm 8 đều. Mà lát cái quà mới thua hả? Bỏ tao. Bắt đầu thua chơi nữa hả? Mình Vũ ăn chơi. Một pha đập bóng tốt của Ba Lắc. Vũ đen rồi. Quá vậy đó, bắn mà vậy đó bạn.
chín đâu mà dàn quét nữa. Điểm 98. Một pha xử lý quá nhẹ nhàng của Black. Điểm 08. Quá hay cho Hậu. Điểm 90. 01. 90. 90. Bút vừa đập bóng không qua lưới. Không đeo. Người vừa đập bóng tốt đó là Balak. Điểm cho hai đội một đều. Một pha chắn bóng tốt của Kiên. Điểm 21. Điểm 31. Ba lắc gì đó bóng không có lớn. 41. Điểm 41. Di Lùng vừa phát bóng không có lớn. Đếm cho hai đội bốn đều. Vẫn còn bút đã lại lộ đã kết thúc trận đấu. Tem Ba Lắc đã thắng một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn anh em ơi. Quá kịch tính nữa. Mời ông nội về chứ mừng.